Cô chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học toán online ngày hôm nay. Các em thân mến, bài học hôm nay của chúng ta là bài luyện tập trang 119. Bài học này sẽ giúp các em hình thành những năng lực và phẩm chất sau. Về năng lực chung giúp các em hình thành năng lực tự chủ, tự học qua hoạt động cá nhân, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Về năng lực đặc thù giúp các em hình thành năng lực giải quyết vấn đề toán học qua bài tập 1. Các em biết đọc, viết các đơn vị đo, mét khối, decimét khối, cm khối và mối quan hệ giữa chúng. Giúp các em hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học qua bài tập 2 và 3. Các em biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích, vận dụng cách tính vào giải các bài tập liên quan. Về phẩm chất, giáo dục các em có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học nhé! Các em thân mến, ở những bài học trước, các em đã được học 3 đơn vị đo thể tích xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, đó là mét khối, decimét khối, cm khối. Trong 3 đơn vị này, mét khối là lớn nhất, rồi đến decimét khối và cm khối. Bạn nào có thể nêu cho cô mối quan hệ giữa chúng nào? À, hai đơn vị liền kề thì hơn kém nhau 1.000 lần. Mét khối sẽ decimét khối 1.000 lần, nghĩa là 1 mét khối bằng 1.000 decimét khối. Ngược lại, decimét khối sẽ kém mét khối 1.000 lần, nghĩa là 1 decimét khối thì bằng 1 phần 1.000 mét. Tương tự như vậy với hai đơn vị liền kề là decimét khối và cm khối. 1 decimét khối thì sẽ bằng 1.000 cm khối vì gấp 1.000 lần. Còn 1 cm khối thì sẽ bằng 1 phần 1.000 decimét khối vì cm khối thì kém decimét khối 1.000 lần. Đó là mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề. Còn trong trường hợp nó không liền kề nhau như mét khối và cm khối thì sao nhỉ? Mét khối sẽ gấp cm khối 1 triệu lần, nghĩa là 1 mét khối thì bằng 1 triệu cm khối. Và ngược lại, cm khối sẽ kém mét khối 1 triệu lần, nghĩa là 1 cm khối thì bằng 1 phần 1 triệu mét khối. Vừa rồi chúng ta vừa ôn lại những đơn vị đo thể tích và mối quan hệ giữa chúng. Các em hãy ghi nhớ những kiến thức này để vận dụng vào 3 bài tập sau nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài tập cụ thể. Đầu tiên là bài 1. Đọc các số đo. Đề bài cho chúng ta 8 số đo thể tích và yêu cầu các bạn vẽ đọc của số đo này. Bây giờ các bạn hãy tạm dừng đoạn video và làm bài tập. Sau đó chúng ta sẽ mở lại sau khi các bạn đã xong kết quả. Nào, chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Số đo đầu tiên, chúng ta sẽ đọc là 5 mét khối. Số đo thứ hai, chúng ta sẽ đọc là 2.010 cm khối. Số đo thứ ba, chúng ta sẽ đọc là 2.005 decimét khối. Số đo tiếp theo, chúng ta sẽ đọc là 10.125 mét khối. Số đo tiếp theo sẽ đọc là 0.109 cm khối. Số đo chúng ta sẽ đọc là 0.015 decimét khối. Số đo được viết dưới dạng phân số chúng ta sẽ đọc là 1 phần 4 mét khối, hoặc các bạn có thể đọc là 1 phần 4 mét khối gì đều được nhé. Và số đo cuối cùng chúng ta sẽ đọc là 95 phần nghìn decimét khối. Qua bài tập vừa rồi, bạn nào cho cô biết cách đọc của số đo thể tích như thế nào? À, khi đọc số đo thể tích
Chúng ta sẽ đọc phần số rồi đọc đơn vị đo. Tiếp theo, các em sẽ qua bài tập 1B. Viết các số đo thể tích. Bài đã cho chúng ta biết cách đọc các số đo thể tích và nhiệm vụ của các em là viết các số đo thể tích tương ứng với cách đọc mà đề bài đã cho. Các bạn hãy tạm dừng video và làm bài tập nhé. Các bạn chỉ làm 3 dòng đầu tiên. Bạn nào làm nhanh có thể làm hết bài tập. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả sau khi đã làm xong nhé. Một nghìn chín trăm năm mươi hai cm khối sẽ được viết là 1952 cm khối, đọc là 1952 cm khối. Hãy đọc tiếp theo. 2015 m khối được viết là 2015 m khối, đọc là 2015 m khối. Số đo thứ 3, 3/8 dm khối được viết như sau. Bài khá là dễ đúng không các em? Nếu như các em có kết quả giống như cô thì cô có lời khen các em nhé. Sau bài tập 1B này, bạn nào có thể nêu cho cô cách viết các số đo thể tích nào? Khi viết các số đo thể tích, các bạn nên viết phần số rồi viết phần đơn vị đo. Các em thân mến, qua bài tập vừa rồi, các em đã nắm được cách đọc, viết các số đo thể tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bài tập 2 nhé. Bài tập 2, đúng ghi đờ, sai ghi sờ vào ô trống. Đề bài cho chúng ta một đơn vị đo thể tích và bên dưới là 4 cách đọc số đo thể tích. Câu nào ghi cách đọc đúng, các em sẽ ghi chữ đờ vào ô trống. Câu ghi cách đọc sai thì các em sẽ ghi chữ sờ vào ô trống. Nào bây giờ các em hãy dừng video lại để làm bài tập nhé. Chúng ta cùng nhau kiểm tra xem kết quả của các em như thế nào. Với cách đọc đầu tiên là 0,25 mét khối, đây là cách đọc đúng. Cách đọc thứ hai, 0,250 mét khối, đây cũng là cách đọc đúng. Bởi vì dựa vô kiến thức mà các em đã học là số thập phân bằng nhau, khi chúng ta thêm vào bên phải của phần thập phân bao nhiêu chữ số 0 thì nó cũng bằng với số thập phân đã cho, thì 0,25 mét khối cũng bằng 0,250 mét khối. Cách đọc thứ ba là 25% mét khối, đây cũng là cách đọc đúng. Bởi vì 0,25, từ một số thập phân chúng ta có thể chuyển nó thành phân số thập phân là 25% mét khối. Cách đọc cuối cùng, 25 phần nghìn mét khối, đây là cách đọc sai. Bao nhiêu bạn có đáp án giống như cô nào? Cô có lời khen các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập cuối cùng của ngày hôm nay, đó là bài tập 3, so sánh các số đo sau đây. Ở bài tập này, các em làm cho cô câu A và câu B. Bài tập này cho chúng ta hai số đo, yêu cầu các bạn so sánh và thay thế từ và thành dấu lớn, bé hoặc bằng. Các bạn hãy quan sát câu A. Số đo bên trái, đơn vị là mét khối. Số đo bên phải, đơn vị là cm khối. Để so sánh được hai số đo này, các bạn nên đổi hai số đo về cùng đơn vị là mét khối hoặc cm khối để so sánh. Còn ở câu B, các bạn hãy quan sát cả hai số đo đã cùng đơn vị là mét khối rồi. Nhưng số đo bên trái là một phân số thập phân, còn số đo bên phải là một số thập phân.
Để so sánh hai số đo này, các bạn phải chuyển cả hai số đo về số thập phân hoặc phân số thập phân để so sánh. Nào, bây giờ các bạn hãy tạm dừng video để làm bài tập nhé. Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Ở câu A, cô có hai cách đổi. Cô có thể đổi hai số đo cùng đơn vị là cm khối để so sánh. Cô đổi số đo bên trái từ mét khối sang cm khối. Dựa vào mối quan hệ giữa mét khối và cm khối hơn kém nhau 1 triệu lần. Cô sẽ đổi từ mét khối sang cm khối là đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé, nên cô sẽ nhân 913,232.413 với 1 triệu thì cô được 913.232.413 cm khối. Ta thấy hai số đo này bằng nhau, cho nên ta sẽ thay thế từ và thành dấu bằng. Ngoài ra, cô có thể đổi số đo hai số đo này cùng đơn vị là mét khối để so sánh. Cô sẽ đổi đơn vị bên phải từ cm khối thành mét khối. Đổi từ cm khối thành mét khối là đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn, nên ta phải lấy 913.232.413 chia cho 1 triệu thì ta được 913,223.413 m3 và hai số đo này cũng bằng nhau. Ở câu B cũng có hai cách làm. Cô có thể chuyển số đo bên trái thành số thập phân là 12,345 m3. Ta thấy hai số đo này bằng nhau nên ta sẽ thay thế từ và này thành dấu bằng. Ngoài ra, cô có thể chuyển số đo bên trái từ số thập phân thành phân số thập phân là 12.345/1.000 m3. Và ta thấy cả hai số đo này cũng bằng nhau. Kết quả của các bạn như thế nào? Có giống với cô không? Nếu giống với kết quả của cô thì cô có lời khen các bạn nhé. Các bạn thân mến, qua hai bài tập vừa rồi, các em đã nắm được cách đổi đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích để vận dụng vào giải các bài tập có liên quan. Các em hãy vận dụng kiến thức này để làm phiếu bài tập kèm theo video nhé. Cô chúc các em có một buổi học vui vẻ. Cô chào các em.